Xin chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Trong thời gian qua cũng có một số bạn hỏi mình cái cách để làm sao cho cái hình mà mình quay điện thoại mà nó đang dựng đứng á, khi mình lên hình á, lên phim á, cho nó full luôn cái màn hình mà mình có thể xem trên tivi mà nó full luôn, cho nó đầy đặn luôn đó. Nó không có do hình đứng nữa mà là thành hình ngang luôn. Thì cái cách làm như thế nào các bạn? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý cái khung hình đó. Thì mình xử lý cái khung hình này bằng cái phần mềm là Film Power Director nha các bạn. Thì trong quá trình chúng ta đi quay phim thì có một số bạn sử dụng điện thoại để quay đó các bạn. Các bạn để quay phim mà các bạn để đứng, cái điện thoại đứng lên, thì các bạn cứ nghĩ là mình dùng cái điện thoại mình để đứng thì mình sẽ nhìn được rõ cái đối tượng của mình cần quay. Nhưng mà vô tình mình làm hẹp cái khung hình lại, hai bên lại khi mà mình đưa lên TV hoặc là đưa lên YouTube xem trên máy vi tính, dẫn đến là khi mà mình xem lại thì nó có hai cái khung đen hai bên của cái màn hình. Thì bây giờ mình làm sao để cho nó đầy đặn luôn, nó full chảy rộng ra hết luôn mà nó không có cái hình đen đó nữa. Đó là cái cách mà các bạn đã hỏi tôi. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý triệt để cái vấn đề đó. Thì xử lý như thế nào, xin mời các bạn cùng xem ha. Các bạn nhớ các bạn mở cái chữ phần mềm làm phim Power Director lên. Thì trên đây là cái giao diện của phần mềm làm phim. Các bạn thấy đó, tôi sẽ lấy một cái đoạn phim, đoạn clip mà tôi đã quay ra, tôi làm cho các bạn xem ha. Đây, ví dụ như cái clip này đi ha. Mình cái cảnh này, cái cảnh đồi núi và sương mù đây. Các bạn thấy đó, khi mà lấy ra thì cái đoạn phim này á, các bạn thấy nó dựng đứng lên không? Nó sẽ có hai bên, hai bên ở chính giữa, hai bên nó không có hình ha. Bây giờ tôi sẽ kéo cái khung hình này xuống dưới phần làm phim phía dưới. Rồi, các bạn thấy á, khi mà tôi kéo xuống dưới rồi, các bạn nhìn lên trên cái khung hình làm phim ở trên này nè. Các bạn thấy không? Nó rất là nhỏ. Rất là nhỏ, và hai bên nó có cái phần đen dư rất là nhiều luôn nè các bạn. Các bạn thấy không? Hai bên đen này nè. Nó rất là nhiều luôn, mà hình ở chính giữa này nó nhỏ xíu Vậy thì làm sao để chúng ta có thể kéo cho nó rộng ra hết phương màn hình luôn? Thì ví dụ như khi mà các bạn kéo xuống dưới đây rồi, các bạn kéo xuống đây rồi, giờ mình muốn chỉnh sửa thì chỉnh sửa bằng cách nào? Làm sao chỉnh sửa? Mình dầm lít nó vô đây nó cũng không có ăn nhập gì hết ha. Vậy muốn chỉnh sửa nó thì làm bằng cách nào? Thì chúng ta phải lít vô trong cái đoạn hình hoặc là cái phim gì dưới này nè, cái chắc ở phía bên dưới á, thì để cho cái thằng ở trên này nó nổi lên ha các bạn ha, nó nổi lên, nó khi mà nó nổi lên nó cho chúng ta chỉnh sửa, nó nổi các cái nút tròn tròn và cái khung, cái tâm của cái hình đó. Trong trường hợp các bạn muốn làm cho nó full thì chúng ta di chuyển con chuột nó vô cái núm của chính giữa của cái hình này nè, cho nó ra có một cái mũi tên hai bên đó, nó chỉ về hai bên. Thì hai bên nó cho phép chúng ta kéo qua hai bên, chúng ta nắm, chúng ta click chết chuột, chúng ta nắm, chúng ta kéo nó qua bên trái một cái. Còn bên đây cũng vậy tương tự, chúng ta nắm, chúng ta kéo qua bên phải một cái ha. Thì đó, nó cho chúng ta được một cái khung hình full luôn 16.9. đây là cái khung hình mà phổ biến nhất, chúng ta có thể xem trên TV, xem trên truyền hình, xem trên YouTube, xem trên máy vi tính đều full màn hình ha, hết ha các bạn ha. Còn nếu như chúng ta để chính 2.16 hồi nãy, khung hình nãy thì chúng ta xem nó chỉ có chút xíu, nó đứng lên xíu thôi, thì đối với cái khung hình này chúng ta xem được đầy đặn luôn ha, đầy hết màn hình luôn. Thì tôi sẽ chiếu cho các bạn xem đây. Đó, khi mà đối với cái khung hình này các bạn có thể xem đầy đặn luôn cái khung hình ha.
ở phía dưới các bạn thấy nhìn cái đồi núi làng mạc ta phía bên dưới ha, mây che phủ hết luôn. Đó, đây là cái cảnh sương mù. Cái cảnh núi này là cái cảnh núi ở trên Sapa các bạn. Cái dãy phía bên núi bên kia là cái núi Phan Xi Păng á. Thì đó là cái cách mà tôi mở cái khung hình này ra. Từ 16.9 nó đang quay cái hình đứng bằng cái điện thoại. Giờ mình mở ngang ra cho nó rộng ra. Và nó còn một cái cách nữa là cái gì các bạn biết không? Khi mà chúng ta quay cái hình nằm ngang, tôi để cái điện thoại nằm ngang mà chúng ta quay, nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà cái hình khi mà chúng ta đưa vô máy vi tính nó lại dựng đứng. Thì cái đó chúng ta làm bằng cách nào để cho nó nằm ngang lại và nó full màn hình thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn. Thì các bạn theo dõi ha. Đây, tôi sẽ lấy một cái hình đó cho các bạn xem luôn, thực tế luôn. Nó có hết, nó có hết các bạn. Trong trường hợp nó có những cái tình huống xảy ra mà chúng ta không lường trước được. Đây, các bạn thấy nè, cái khung hình này là quay ngang nhưng mà nó lại bị dựng đứng. Các bạn thấy không? Để cái máy nằm ngang nhưng mà cái cách mình để không đúng đó, cho nên dẫn đến là cái khung hình nó lại dựng đứng lại. Vậy mình làm sao cho nó dựng nằm ngang lại các bạn? Thì cái clip trước á, mình có hướng dẫn cho các bạn xoay hình rồi ha, xoay hình rồi. Thì á, các bạn cứ áp dụng theo đó mà các bạn xoay ha. Và muốn xoay hình thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì bây giờ mình sẽ nói lại một lần nữa. Xoay hình, đầu tiên các bạn khi mà các bạn kéo cái clip xuống đây rồi, các bạn ha, nếu trong trường hợp các bạn lỡ click ra ngoài mà nó không có hiện xanh cái hình này lên, cái video này lên, thì các bạn click ngược cho nó hiện màu xanh lên, để cho các cái tên của công cụ ở đây nè, nó hiện ra cho chúng ta xử lý ha. Thì á, sau đó chúng ta click vào cái tool ha các bạn ha. Giờ các bạn vô cái Power Tool. Power Tool. Thì cái tool và Power Tool này nó sổ ra cho chúng ta một số cái chức năng để chúng ta xử lý. Thì chúng ta vô cái Video Rotation ha, Video Rotation. Khi mà chúng ta check vào cái Video Rotation này rồi thì nó hiện ra cái công cụ cho chúng ta. Thứ nhất là click về bên trái 90 độ để chúng ta lật ngược cái hình về bên trái. Cái thứ hai, chúng ta lật cái hình về phía bên phải, cũng lật ngược 90 độ về bên phải. Nếu như chúng ta không thích lật kiểu đó, chúng ta nhập thẳng con số vô đây. Chính giữa chúng ta nhập con số, chúng ta muốn lật bao nhiêu độ, chúng ta nhập con số vô đây. Ví dụ như chúng ta nhập 90. Thì lập tức nó hiển nhiên nó sẽ hiểu là 90 độ quay về phía bên phải. Còn như chúng ta không có bao nhiêu độ thì nó trả ngược chứ về vị trí ban đầu ha. Còn đối với cái hình này, chúng ta lật về bên trái cho nó nhanh các bạn ha. Nếu mà các bạn biết cái chiều của nó rồi, chúng ta click bên trái hoặc bên phải, hướng nào cho nó nhanh nhất, thuận tiện nhất cho chúng ta, thì chúng ta click về bên trái thì cái hình lập tức nó xoay về bên trái ha, nó đúng với cái chiều mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên cái vấn đề là cái hình nó nhỏ hơn so với cái khung hình. Vậy thì làm cái cách nào để cho nó đầy hết khung hình? Các bạn thấy nè, nó vẫn còn viền đen nè. Giờ làm sao cho nó full? Thì á, khi mà giống như hồi nãy cái clip trước, clip đầu tiên, các bạn thấy đó, khi mà các bạn muốn chỉnh á, thì các bạn phải click vô trong cái video hoặc cái hình đó để cho nó nổi mấy cái núm này lên ha, nổi cái nút tròn này lên. Thì khi đó chúng ta rê chuột vô một cái góc mà chúng ta muốn kéo. Bây giờ tôi sẽ rê chuột vô cái góc này, chúng ta muốn kéo nó ra. Thì khi đối với vô, các bạn kéo vô ngay góc thì dẫn đến là cái việc là chiều dọc và chiều ngang nó cùng chạy ha các bạn ha, nó cùng chạy. Thì khi đó cái hình của chúng ta nó cân đối hơn. Rồi sau đó chúng ta kéo cái núm ở trên lên. Chúng ta nắm, chúng ta kéo lên. Chúng ta chỉ cần kéo hai góc thôi. Chúng ta chỉ cần kéo hai góc thôi thì nó đã full màn hình ha các bạn ha. Chúng ta kéo cho tới cái khung hết viền đen, vừa đủ cái khung hình là chúng ta thả nó ra. Thì chúng ta được một cái hình ảnh rất là đẹp và nó full. Bây giờ như cái hình chúng ta mong muốn rồi đó. Các bạn thấy đó ha. Các bạn thấy không? Thì nó đầy đặn luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Trong trường hợp như vậy, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cảnh phía trước nó cũng full và cảnh sau nó cũng full ha.
nó chuyển sang cảnh sau. Đó các bạn thấy không, hai cái clip nó đều đầy đặn với nhau, nó đều tràn đầy hết cái màn hình luôn, nó không còn còn cái viền đen này gì nữa, không còn cái khoảng đen nữa. Đó là cái cách xử lý mà rất là dễ luôn các bạn. Cái phần mềm làm phim Power Director này nó rất là hay các bạn ha, nó có thể xử lý mọi tình huống các bạn. Đó. Thì cái bài hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn nào có thấy hay thì các bạn cho mình một đăng ký hay là một subscribe, hoặc là chúng ta lắc chuông các bạn ha. Sau khi mà chúng ta nhấn đăng ký xong, nhớ nhấn vào cái chuông để khi mà tôi ra một cái clip mới thì nó sẽ báo về cho các bạn, các bạn có thể tham khảo ha các bạn ha. Và đừng quên cho mình một like và một share. Một share là mình chia sẻ clip này ra cho tất cả mọi người cùng xem. Thì đây, cuối cùng thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.